Xin chào cả nhà đến với kênh Huy Mai Bangkok. Hôm nay Huy sẽ làm một cái clip rất là đặc biệt để kể cho mọi người nghe về những bãi biển, những hòn đảo tại Thái Lan mà với làn nước trong xanh cực kỳ nổi tiếng đối với người dân bản địa cũng như là đối với các du khách quốc tế. Thì tranh thủ đợt vừa rồi Huy đi thăm bạn ở Pattaya và chưa có dịp được bơi cũng như là chưa có dịp để mặc đồ bơi và chụp hình cũng như là hòa vào làn nước trong xanh của các bãi biển Thái Lan, thì hôm nay Huy sẽ dẫn mọi người đi đến Cọ Li Bê nè, rất là nổi tiếng là hòn đảo, một cái hòn đảo mà được mệnh danh là Maldives của Thái Lan. Rồi ngoài ra còn có Similan là một cái bãi biển mà Huy thích nhất và cảm thấy đẹp nhất, nó là nổi tiếng trên mình màn hình desktop Windows mọi người, đó cái hòn đá và có một bãi biển là Coffee Free và Maya Beach, thì nó rất là trong vắt và người ta bảo tồn rất là kỹ càng và để cho nó được duy trì theo thời gian. Và đây là một ly cà phê vội trước khi rời Pattaya để về tới Bangkok, và cũng tại Bangkok Huy uống một ly cà phê do chính mình pha để vừa tiết kiệm chi phí không phung phí và để bắt đầu mặc một đồ bơi để tưởng tượng mình bơi lặn xuống những nơi đẹp nhất Thái Lan cho mọi người xem. 1, 2, 3 bắt đầu khởi động tới những nơi biển và đảo đẹp nhất Thái Lan nè, đi thôi nè các cô chú anh chị và các bạn ơi. 1, 2, 3 chúng ta lặn xuống. Đó, đứng tạo kiểu với ảnh luôn. Đó. À, thang ní nè, là đi vô cái đường này nè. Cát ở đây rất là mịn nha mọi người. Mịn hơn ở Hùa Hỉnh luôn á. Ở cát ở đây nó mịn lắm mọi người ơi, nó mịn quá, nó mịn hơn cát mà tẩy tới bao chết luôn á trời. Ngồi dưới cái cây đây đẻ quá trời. Nó đẹp quá mọi người ơi. Quá. Được ăn rồi. Ở đây là cực đẹp, công nhận là quá đẹp mọi người, nhưng mà mọi người nên nhớ ở đây nếu mà ai chịu nóng không được là đừng nên đi. Và hoặc là nếu đi thì tại vì ở biển ngoài rất là nóng cho những người tắm nắng và nó nóng lắm. Nói chung là nó có nhược điểm là nóng lắm mọi người. Nhưng mà nó cực đẹp, đẹp hơn trong truyện luôn á. Thiệt sự là quá đẹp đi mọi người ơi. Cái cảnh nó không có, giống như là không có trong đời thực luôn á. Cái cảnh những cái hòn đá và những cái cát á mọi người. Những cái gì á, cát nó mịn, cái bãi biển nó cũng đẹp, nó nhỏ mà nó đẹp lắm. Và ở đây mình sẽ chơi tới là 12:50 là người ta đón mình đi tiếp. Lùa đi tiếp á. Ngon. Ngon quá ta. Mày mùi gì giống mùi bún riêu ở Việt Nam mình nè. Mùi ruốc. À. Tôi đi Việt Nam lâu quá tôi ít dùng mấy cái chữ đó, nó quên mọi người ơi. Canh đu đủ ruốc này. Con sò nè, chấm với mắm gừng. Sò. Nó ít, nó không có làng nha mọi người, nó không có làng mạc gì hết á. Nó không có cư dân á, ý là nó không có ngư dân để sinh sống ở đây. Và mùa mưa là ở đây hoàn toàn đóng cửa luôn nha. Có một cái đợt mà du khách mà nó đông đến mức độ mà phải ngưng luôn. Ngưng không đón chào quý khách tới luôn. Đông quá, sợ. Người ở đây người ta rất là bảo vệ môi trường và không được uống bia rượu hay là gì đó mọi người. Nói chung là ở đây rất là nhỏ nhưng mà rất là đẹp và không có cái nơi để mình mà nếu mà muốn một cái đảo bự có nhiều mo này nọ thì bạn không nên chọn tới đây. Nhưng mà Johnny thích ở đây nhất tại vì nó quá đẹp và nó thiên nhiên hoang sơ, nó không có làng mạc gì nhiều, không có dân, chỉ có người tới cho nên là mọi thứ nó rất là tự nhiên. Đây là khách sạn á, có nha mọi người, nhưng mà rất là hiếm và mình phải đặt trước, và để đến được đây chỉ có tour thôi.
chơ thông thường không có đến được bằng cái tự túc á, cho nên là Johnny mới đi tour là vì lý do như vậy. Cho Johnny không thích đi tour, nhưng mà đi tour nó cũng có những cái hay và cái vui riêng. Mình không có đồng chạm gì hết, nhưng mà mỗi cái đều có cái riêng nha mọi người. Nhưng mà mình thích hơn là thích đi tự túc, nó tìm tòi và nó vui hơn. Còn nếu mà mọi người không biết tiếng hay là thích đông vui á, thì đi tour nó cũng có cái hay riêng. Đó, khách sạn này phải đặt trước mà không có ngủ, hình như ở đây là không biết có ngủ qua đêm không, hình như không, ở đây là không có được ngủ qua đêm hay gì á. Chỉ có được ngủ qua đêm cái đảo, cái cọ gì đó, gần đây này 50 km, chứ thông thường ở bên trên đây là không có được ở lại đêm đâu. Chỉ có những cái người từ đi làm nhân viên á, rồi là mới qua đây thôi. Đẹp chưa nè, đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Cát trắng, nắng vàng và biển ngọc xanh bích, chứ không phải là ngọc xanh bích như cái áo tôi mặc luôn trời. Tôi mới vô tôi thay đồ là mặc cái áo, mục đích là mua cái áo này là để chụp hình, là cái chỗ này là quá đẹp, phải mua cái áo đầu tư luôn. Hợp không, cái áo này hợp không mọi người? Ngoài YouTube mà làm thấy ghê, làm lố dễ sợ. Đó, lên bây giờ cho nên sẽ lại cục đá đó, cho nên chụp và chỉ còn có 20 phút nữa là mình phải đi rồi. Mình sẽ tự chụp hình cho mình về. Đó, người ta tắm biển ở đây này quá trời luôn, các du khách Tây. Thường là Johnny đi tắm đá nhiều lắm. Chu các cặp đôi kìa. Đó, lên đây làm bộ ảnh nè. Đó, cô gái ngồi trong hẻm kẹt cục đá. Cô gái mà mặc đồ làm bộ ảnh trong hẻm đẹp, kẹt cục đá, mặc bộ đồ màu xanh kìa. Trời, cái nước gì mà nó xanh lè xanh lét, thân ngọc bích đẹp quá mọi người ơi. Đó, cô gái kìa, cô gái đứng giữa kẹt cục đá kìa, thấy không? Nhìn lên trời, nhìn giữa cục đá đó. Tôi vô bắt trước làm chàng trai kẹt, mắt kẹt giữa cục đá. Đó, cô gái. Đó, cái cục đá nó đẹp cho nên mọi người. Bà mẹ thiên nhiên mà nắng cục đá nè. Quá đẹp luôn á. Đây không phải là sự... Đây là mẹ chụp hình cho con, đó, mẹ chụp hình cho con. Wow, đẹp quá. Wow, nước nó xanh lè, trong mình như không khí luôn mọi người, nó trong hơn không khí luôn á, đẹp quá mọi người ơi. Thì bắt trước cô gái mình chui vô cục đá đó coi nhiệt thiên như thế nào nha, một cho ướt quần luôn cũng được. It's so beautiful, sủi má, sủi chăng nữa, ôi. cười cô gái đã cười mình. Trời ơi, ở trong đây có cái cây đọt tôn mái đẹp quá, tôn mái sủi ngon. Oh. Wow, cái, trong cái hẻm đó mà chụp hình y như Hollywood luôn không? Nhờ bà đã chụp được không trời? Ướt mẹ cái luôn luôn rồi. Thiệt quá này, trong lên. Đồ của mình để kìa. Hả? You together with me hả? Together that sport right? Trăm đai hả? But you with me hả? Before? No? Oh no, I don't take you, sorry. I think we got head of people follow me, sorry no. Cái anh đó, anh khác là tôi đâu có nhớ mặt đâu. Đó, chui vô đây đẹp quá, cho ướt luôn, ướt đồ hết luôn nè. Ủa, cái cây này đẹp ghê á, cái cây này trưng sao? Có nhiều chỗ nó trưng một cái cây không mà đi. Mọi người coi nè mọi người, cái cát nó mịn nè, mịn hơn mà cát làm spa luôn á, cát trong spa. Wow, nó đẹp quá trời ơi, nó đẹp quá coi nè. Wow, trong kẹt đây thôi. Yeah. Nhờ cái bé áo xanh nó quay nè mọi người ơi, chưa vô cục đá đây. Không quên mắt quá. One. Yeah. Cái này không khác gì là Madrid luôn á. Gió lồng lộng nè. Rồi, chàng trai mặc áo xanh, kính xanh, cát trắng, biển cũng xanh ngọc bích luôn. Quá đẹp mọi người ơi. Phải nói là quá đẹp. Thích nhất là trong cái khu này này mà không ai chụp hình được. Ha
chỗ này giống như Britney Spears quay I'm not a girl, not yet a woman. Đó, đứng trong bên này tự lấy máy quay phim quay luôn, canh góc nè, nước chảy nè, lượng vô khuôn mặt nè, cần cảnh nè, với bồn nước lên trời nè, nhìn cục đá nè, cục đá rớt xuống tới cái râm nè, để đâu nè. Đó. Đó, rồi nước cuốn xuống này, tôi nằm giữa cát này. Ơi. Đó, đẹp chưa nè. Từ quay luôn, khỏi cần nhờ ai. Leo qua cục đá này. Trời ơi, tiếng té mọi người. Ai đứng trên cục đá nè. À, đẹp quá. À. Cái thằng đó thấy tôi té. Tôi la lên cái giọng con gái á, nó cười quá trời luôn. Nó ủa sao nãy giờ cái thằng này nó im lặng đó. Đó, mấy cục đá này đó, vô đây tạo dáng này xong rồi lên mất tiền rồi. À, hồi nãy sao quên bỏ tiền vô đây. Cái này nó sơn lắm mọi người ơi. Cái dưới này có rêu nên nó sơn. Ô, cái cục đá nó đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi. It's so beautiful. Nói. Trời ơi mọi người ơi, tay tôi chảy máu quá trời mà tôi không biết. Hồi nãy té vô cục đá nè. Trời ơi. Tự nhiên nhìn cái quần nó, ủa sao cái quần nó dính sơn. Ai ngờ cái tay chảy máu quá trời luôn, rứt xước rồi. Ô. Chết cha. Sao ta? Máu quá trời rồi nè. Xuống nước muối rửa luôn. Đó, mình ngắm nhìn mọi người ngồi dưới kia. Oh, sorry. Người ta muốn chụp. Tôi đang ngồi lên, ông kêu sorry. Tôi hết hôn. Đó, cái hòn đá bự bự. Độ nóng quá, nóng quá. Ê, cái chị đó chụp hình. Anh đó chụp hình cho chị đó. Nói ở trên này không có xuống làng bị đứt tay mà cũng phải thay đồ xuống làng thôi mọi người, chịu không được ta sẽ nhảy xuống, ta làm một cái tủm tiếp tục. Johnny ngồi ngoài đây tắm nắng và nhìn mọi người lặn trước, sau đó mình mới lặn đó, nhìn cục đá hả. Okay, we will have free time until the quarter past three. Hòn đảo cuối cùng này mọi người. Bạn nó cười kìa. Da rám nắng đẹp chưa. Đó, cái hòn đảo có cục đá ở trên kìa. Đó, bạn đã mới ấy mình xuống nè. Đó, cái cục đá kìa mọi người. Cái view này là trong cái desktop computer nổi tiếng hồi xưa đó. Mọi người nếu mà coi trong mấy cái postcard cũng sẽ thấy. À, chết mẹ rồi, ướt cái điện thoại rồi, chết mẹ rồi, ướt cái ba lô rồi. Sóng hôm nay nước nó cao quá. Đó, mình phải mang giày cho dép leo rồi, leo lên mấy cục đá này không có được, té chết. Đẹp không mọi người? Đó, đích đến của chúng ta là đây nè. Là cái cục đá này nè. Cái bãi biển. Đẹp chưa nè. Mà hình như cái bãi biển đầu tiên cát nó trắng hơn bãi biển này. Cái chỗ này nó đẹp nè. Nó có cái nét riêng nhưng mà cái cát nó có đá. Vô thông ăn nhà hàng thôi mọi người ơi. Sorry cup. Nắng gió và có cục đá ở trên đó. Nắng gió và có cục đá trên đó. Cục đá nó nhìn nó muốn rớt quá ha. Nhưng mà nó chắc lắm á. Nó ở bao nhiêu năm rồi á.
đẹp ghê á. Trời ơi, y chang trong cái giống như trong truyện bước ra. Y chang trong mang cái màn hình to desktop với lại cái mọi người nhớ giờ để cái Tony như nè. Cái tưởng tượng cái desktop trong TV Tony là hiện Tony in hình Tony lên cái desktop của cái màn hình máy tính hoặc là cái danh thiếp postcard á là cái chỗ đấy nè, đẹp nhất đó. Similand á. Đẹp quá. Mày về lại không? Đó, Similand. National Park Protect Unit New Similand Song á. Có Similand này đó mọi người. Đó cái chỗ này National Park là đi là đóng tiền cái chọt cái chỗ này nó đẹp quá đó. Nét đẹp từ trên cao nhìn xuống. Có cái bài hát gì từ trên cao nhìn xuống ước ao mọi điều lo toan dường như mất dấu luôn. Đến đây nếu mà có muộn phiền gì mọi người cứ đến mà nhìn cái biển xanh ngọc bích này và ngắm những cục đá. Trời xem té. Trời ghê không? Nguy hiểm quá, nó chài xuống này mọi người, rất là nguy hiểm nha. Be careful. Sleepy routine. Người ta không mang, người ta mới đi chân không luôn, rất là nóng nha. Mọi người lưu ý mang giày giống xuống đây. It's so beautiful. Còn cái bên đây là thấy được cái biển nha mọi người. Đẹp quá không? Đó, thấy không? Mọi người thấy nó xanh ngọc bích không? Quá đẹp luôn. Đó, chỗ đây có mấy cái cục đây nè, ra quăng xem mấy cái Antarai rồi. Xoay không? Ní đai mấy. Chiêu chiêu mọi người muốn ra đây là danh thủ sưởng của chiêu chiêu đó. Em bé của má nè. Ô cục đá bự quá nè mọi người. Ô. Very good. Ok. It's so beautiful. Supermodel. Chào tạm biệt cục đá, chào tạm biệt cái view từ trên cao nhìn xuống cực đẹp và cực làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái và nước trong mắt, thấy mọi thứ rất là nhiều cảm xúc ở đây và tôi rất là thích cái con đường này đã dài sỏng chuột há kilo xem anh di chuyển đây cái con đường này là 2.5 km đó là cái con đường mà nổi tiếng với những phượt thủ quá nha mọi người. Phượt thủ này mà biết cái đây đó mọi người thấy không, Johnny có giống phượt thủ không? Chào tạm biệt, bye bye, see you later, cảm ơn mọi đây và cái chị này đã giúp cho Johnny quay một số cảnh ở đây đó là trong cái cuộc clip này và cảm ơn chị có bỏ bỏ qua các buôn má buôn chui bỏ thải video dù đây mương thay dù đây cỏ Similan chào bye bye xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Ồ, cái nước nó xanh nè mọi người. Yeah, cái nước nó xanh quá trời luôn. Nắm sảy mát lên. Đu. Nám sảy mượn Maldives, nám mà nó okay. Trong Maldives. Yeah. Yes. Maldives in Thailand. Yeah. Thank you so much. Mấy anh đây my kêu là my friend. Yeah. Đó trời cái nước này. Trời ơi cái nước này. Nhìn thấy san hô luôn mọi người ơi. Càng vào trong là càng đẹp nha. Ở trong đây là có rất nhiều đảo nhưng mà mùa thấp điểm cho nên là người ta không có chở mình đi dừng ở mấy cái cỏ khay này, nó có cái lỗ đồ đẹp lắm. Nhưng mà cỏ Lipe là đẹp nhất rồi. Cho nên là Huy không có nhiều thời gian, Huy đi một ngày thôi. Nếu mà đẹp quá thì Huy sẽ ở thêm qua cho mọi người coi. Và để tới đó. Yeah, mấy người đã kêu review đi, review cho review cỏ Lipe sủi thì sủi đang mương thai. Quân bay khơi bay Similan. Similan cũng đẹp giống như này, cọ PV cũng đẹp giống như này mà. Cọ PV, yes. Có nám sảy mượn cành hơn. Mượn cành, tại mấy mình có lipe.
tè mấy mượn có liên lệ nhưng không có sử ý nhớ như cả liên lệ à con mượn tít tít luôn nè à ấy là ờ xì mét xì ờ xì mét hả xì mét quan lức à chỉ có bốn luôn tít tít nè lông bay đu à lông bay đu à lông bay đu à đâm nám à chỉ à nói là chỉ có 4 mét thôi ok à quan lức là cái độ sâu là 4 mét mọi người wow đi luôn tít tít nè à tít rửa mình tít tít cái này cái wow, nó đẹp quá mọi người ạ. Bạc cà răng. Ok. Bạc cà răng là hình như san hô sao? Nhiều khi tôi không biết tiếng Thái, tôi tự suy ra bạc cà răng. Bạc răng là san hô vậy. Đấy, tới rồi mọi người ơi. Đẹp xíu. Tôi đi bi ông xin một cái đom đi. Ok mấy? Ok mát lời. Mấy sao ok bọt cả tí. Mấy sao ổn định. Trời ơi, cái nước nó xanh, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá không? Madrid nè. Quá là đẹp luôn. Cỏ khay là bên đây nè. Đẹp. Ủa đẹp quá mọi người, yên bình quá. Anh đang chuẩn bị thả cái này xuống này hả? Mình dùng cái này gọi là tiếng Việt là gì quên rồi. Cái neo. Nhiều chữ á, chậm do không nó dùng mọi người. Hên kìa, hên luôn á. Tôi vừa tới khách sạn nè, người ta cho tôi một cái ly nước khi mà hỏi giá check in nè mọi người. Ly nước đúng là kiểu Thái Lan luôn, cá đá, quy mê đá đó, đúng là người cũng đá. Ở Thái Lan nóng á, nó mùa tháp biển nó khách vô quá trời. Okay. Oh my god, you stand together. Oh, we stay together, hello again. Lại gặp mấy người đây rồi, vui quá, gặp mấy người tại Đông Nha. Đây là phòng Huy ở, anh này, anh giúp Huy vô check in. Rồi đi cơ. Đây. Hôn nám mang nghĩ hả? Cảm ơn anh. Anh ấy thấy ra ngày có bọt em đang đây không? Nghĩ em. Trời mắc cười, vừa bước vô là toilet nó ở ngay trong cửa nha luôn nè mọi người. Đó, toilet đây nè. Xong rồi trong đây là phòng tắm ha. Mà khách sạn này kiểu như thế này nhưng mà được không gian sinh hoạt chung là mọi thứ được ghê. Nhưng mà ở đây là không có máy lạnh. Nhưng mà do cũng ở đảo nó không có máy lạnh, mũi nó vô không thấy ba mũi bay nè. Nhưng mà ở đây thì đẹp rồi. Huy thấy ở trên mạng người ta đám cưới người ta tới đây để cầu hôn á, cái mấy vị sư tới đây làm bộ ảnh chung với lại mấy người làm đám cưới á, có ăn chay rồi á mọi người, cho nên Huy thích Huy ở đó, chuối kìa. Chỗ đây có mấy cái móc treo đồ. Ồ, ở đây có cái đèn ngủ dễ thương quá ha. À, có mấy quạt mà. À, có mấy quạt nha mọi người. À, mấy quạt. Không có máy lạnh nhưng có mấy quạt. Vườn tre đồ thích quá ha. Nói chung là mình chỉ cần tới để có ngắm biển á. Cái chỗ ở. Đây là cái rương để kho báu. Kho báu của công chúa. Công chúa Huy Ma bằng công. Mở hai cái đèn lên cho nó đều. Hello các bạn đến với kênh Huy Mai Bangkok. Huy đang ngồi tại một cái phòng khách sạn mới. Hôm qua là ở đây vắng quá, đi một mình rất nhé. Thì ở một đêm, ngủ một đêm thì mình mới biết là cái cảm giác ở đây nó như thế nào. Thì Huy muốn trải nghiệm thêm một ngày, Huy ở lại và Huy dời vé máy bay cho ngày mai. Thì Huy quay thêm mọi người một cái phòng khách sạn khác có cái view là cái view ngày hôm qua Huy đi quay á, là nó là sunset, là hoàng hôn. Còn ở đây á, là cái view mà là sunrise là bình minh đó mọi người. Đây, cái biển này nó có nhiều cái nhánh, nó là một cọ. Cái cọ này là cọ bình minh.
mình có ngắm bình minh là sáng mai Huy sẽ quay bình minh cho mọi người coi là bình minh đẹp như thế nào. Và cái phòng của Huy đang ở thì có cái giá có tương tự nha, cũng là có máy lạnh và máy quạt. Nếu mà Huy không bỏ máy lạnh thì Huy rẻ được 200 baht đó. Thì Huy ở Bangkok, Huy hôm qua Huy ngủ mấy quạt Huy tưởng nóng nha buổi tối đó. Nhưng mà khi mà mở cửa sổ ra và nghe cái tiếng sóng của cảm giác rất là chill luôn, và nó có mấy quạt nó cũng làm mình mát mà chill chill, cái hướng gió của biển đó, nó tự nhiên và rất là ok mọi người. Thì Huy muốn ở lại một đêm để cho mình thêm một ngày trước khi quay lại nơi đô thị Bangkok. Thì cái tiếng sóng biển nó làm Huy mệt, nhưng mà cái thằng nhỏ nó ôm quá, nãy giờ nó ôm nãy giờ rồi chờ nó không được luôn. Bây giờ nói chung là tối ngủ thì mọi người ở đây, khi mọi người thấy nó vắng lặng, nó tách biệt với lại Thái Lan lắm, nó là ở biên giới với Malaysia đó mọi người. Cái biển này nó tách biệt lắm đó, mọi người nghe không, nó im lặng đó, là từng nó lài đất là mọi người đó. Ở đây là cũng rất, cái giá cũng rất là ok nha mọi người. Mọi người lên mạng những cái webbook á thì có những cái promotion, nhưng mà đôi khi á mọi người có thể tới đây để hỏi, tùy mọi người nha. Cũng rẻ cũng không rẻ không mắc, tại vì mùa thấp điểm cho nên nếu mọi người đi mùa cao điểm thì nó mắc đó. Nhưng mà đây là một cái căn phòng bình thường thôi, nhưng mà đa quan trọng là cái view, mọi người thấy cái view quá ăn tiền luôn. Mây sương phủ kín này. Đó, mọi người thấy biển núi nè, sương nè mọi người. Sương nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đó. Chỉ có cái thằng nhỏ nó ôm quá thôi. Cái thằng nhỏ này giờ nó quậy, mấy đứa nhỏ nó nghịch đó mọi người. Có những đứa nhỏ nó mè nheo, nó nghịch nó xuống. Hôm qua Huy chơi cái em kia cũng mè nheo nghịch, nhưng mà Huy rất là thích em nhỏ, Huy chiều được. Đây. Vào căn phòng trước, sau đó mình sẽ đi xuống đó vì review cái view biển rất là ok nha. Vào phòng Huy trước nè, phòng rất là đơn giản luôn nè. Cái phòng có mùng nè mọi người, sợ mũi thì có mùng banh ra nha. Cái mùng này mình banh ra thì đó, mùa thấp điểm người ta không có chăm chút, nó hơi bẩn một chút, bẩn lắm mọi người. Nhưng mà Huy dễ tính lắm, tủ lạnh nó nói chung là nó bẩn, còn đây toilet mọi người ơi. Đây là toilet của phòng nè, cũng rộng rãi nha và có hướng biển. Mọi người đi toilet thì nhìn được biển, những cái buồn phiền nặng lòng trong cái bụng mình đi ra theo hướng biển. Trời ơi, toilet mà có cái view giống như tivi vậy trời, giống như tivi hơn, đẹp quá trời ơi, đẹp quá mọi người ơi, quá là đẹp luôn. Yeah, khách sạn là phòng Huy là view biển luôn á, cho nên là được ưu tiên á. Nhưng mà ở đây Thái Lan sạch sẽ lắm, mà sao cái chỗ này nó hơi bẩn một chút. Đây. Cũng có gia đình fashion set nè mọi người, yoga nè và boss tour tiết kiệm ở đây. Fashion set ở đây là đẹp, nó bình minh đó mọi người. Nói chung biển ở đây không phải mua đẹp nhất, nhưng mà Huy thấy nó vẫn xanh, và tại cái khu kia nó sạch, mà theo cái khu này thì nó là rác, nó là đậu vào bờ hơn. Rồi nói chung là
tối ngủ là có một cái view biển để relax cơ thể cũng như là tâm trí mình. Nói chung đây là cái view ăn tiền rồi, nhưng mà nói chung là hôm nay là chỉ có hơi rác một chút thôi. Đây, Huy đã lên trên rồi nè mọi người. Ở đây cũng có bạn luôn. Tại vì Huy hồi nãy Huy đi vô Huy coi phòng Huy chưa. Huy vô Huy ở, Huy nói ô ok phòng ở đại luôn. Đó. Cho nên là giờ ra tính tiền đó mọi người. Cái khu đây nó ở trên cao, cho nên mấy cái nhà ở mọi người thấy không, nó tài lại. Ở trên khu này trên cao cho nên người ta có xe cho mình nè. Có xe để đưa mình xuống dưới đó. Đó mấy cái xe đây nè mọi người. Giờ Huy vô trong Huy tính tiền, gửi tiền cho cái bé đây. Rồi ngày mai đi về lại Bangkok review cho mọi người coi nhiêu đây. Là chắc mọi người cũng vui rồi ha. Mọi người biết thêm một cái đảo ở Thái Lan rất là xanh, nước rất là giống như Maldives. Nhưng mà mùa này không phải là mùa ấy nhất, nhưng mà Huy mình sẽ thấy rất là chill chill và vui. Hy vọng mọi người vui vẻ với clip. Đi bộ, ông chú này ông nói là ông thấy Huy không có chịu đi, nó leo lên đây không có tính tiền. Tại Huy bữa nay Huy không có thời gian tập thể dục với mọi người, có bụng cho nên là thích đi bộ là để tiết kiệm tiền nữa. Nhưng mà chú này kêu leo lên đi không có tính tiền, nhưng mà thiệt ra lát nữa Huy sẽ gửi cho chú một ít tiền nha. Đây là Walking Street mà lúc mà 6 giờ chiều á, trời đang mưa lâm râm. Thì nói chung là nó vẫn vắng như buổi trưa, buổi sáng nha mọi người. Do cái mùa thấp điểm mưa này mọi người thấy không? Đi review như là chết, vậy là chết. Đây, ở đây có quán cà phê nè mọi người. Fresh Beach Coffee and Restaurant. Hello. Đó, có quán cà phê cũng rộng rộng mà không có người. Nói chung là đi từ trưa quay lại để quay buổi tối mà cũng vắng quá mọi người ơi. Ồ, cũng có một vài người nè ha. Ồ. Bây giờ Huy sẽ mua cũng ủng hộ cái quán này một cái roti nha. Và mua cà phê, ở đây cũng có cà phê. Quán bên đây đẹp hơn nè mọi người. Đó, nhưng mà thấy không có vui bằng quán bên này. Quán bên này có đồ ăn luôn. Ờ, được rồi, xem tiếp, mưa ướt. Đường dốc nó đưa ở đây giống như Đà Lạt không? Có xứ léo phải không? Cái cô mình đã mời mình lỡ mua bên này rồi. Cô bên đó cũng vui quá ha. Bên đó cũng có quán luôn mọi người. Nói chung là ở đây là có khu bay bên đây là đèn, còn dưới kia nó cũng tắt rồi. Vắng khách quá mọi người ơi, vắng khách. Ở trong đây là khu nhà dân này mọi người. Đó, khu nhà dân ở bên đây. Đường nó cũng lại.
Yeah, Huy vừa ăn xong. Nói chung là phố đi bộ buổi ban đêm nó vẫn vắng nha mọi người. Nè, vẫn vắng như thế này nè. Thì một bữa ăn mà Huy ăn ở đây hồi nãy Huy kêu là mực trứng sốt, sốt mà sốt trứng mà trứng muối á mọi người. Sau rồi tăm tăm với lại cà phê với lại cà ri và một cái bánh roti á, tổng cộng là 501. Đúng rồi, 501. Có thêm món gì nữa không ta? À đúng rồi. 501 bạc là khoảng nhân 7 là khoảng 350. Đó, 350 ngàn cho một bữa ăn một mình nơi cái đảo này nè. Thường thường là giá sẽ tăng lên gấp đôi. Là tại vì di chuyển mà nó xa mọi người. Đó, Huy hy vọng một cái clip mà Huy được một người dân muốn giúp là chở Huy xuống đi trên cái con đường đi bộ ra. Thì Huy muốn kể cho một người nghe một câu chuyện vui là như vậy thôi. Sunrise là khăn ý hả? À. Bên hạt đơn thử căn một lời. À. Đồng bằng ý thôi chưa đủ quá tiếp tục. À. À tiếp tục là sông xét. À. Nhi trắng ron rem này hả? Cái chỗ này là đang xây dựng thêm khách sạn á mọi người. Dịch chắc người ta còn xây thêm phải không? Wow. Tiền kho phải thêm như thế này. Cần chết nát. Xin chào Việt Nam. Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Khắp buôn mắt buôn xong nữa. Buôn nghĩ chả ma ít. Bên á chở dùm ra ngoài đây bên á nó dễ thương chưa? Đây Bulo Casa Grandview Resort. Yeah, ở đây cũng là resort nè. Người ta dịch cái mà người ta xây dựng cũng nhiều cái ở trên này có resort. Vắng đây là kiểu vắng. Không phải mùa cao điểm mà hồi sáng đi thấy đông không mọi người. Đông lắm mà sao cái đông mất tiêu hết. Rải rác ra hết người chút chút. Hai thuyền. Một ngày cả hai chuyến mà. Mùa này là chỉ một ngày cả hai chuyến. 9 giờ rưỡi sáng với 11 giờ rưỡi. Từ từ cái Bara gì á. Bara. Cái chỗ đó. Xong đi qua bên đây nè. Mình ra cái con đường này là mình ngắm được buổi chiều hoàng hôn. Đẹp ở Cọ Lipe á mọi người. Còn cái hướng mà Sunrise là bình minh là bên kia. Wow, bắt đầu thấy đẹp rồi ha. Tự nhiên thấy ít người thấy buồn buồn cái tự nhiên ra thấy biển nó đẹp, xanh lét, thấy vui lại. Cái buồn là tìm về biển là nó vui mọi người, nó bình yên, cá biển vỗ về á. À, nhạc nè. Ô cái nhà nè, nhà khách sạn. Ô có cái hồ tắm luôn mọi người, cái hồ tắm á, cái kiểu hồ tắm á, mấy nhìn ra biển luôn. Ồ, khách sạn này là resort hàng sang rồi. Đó, người ta trưng bày trắng trắng đẹp ha. Đó, mở nhạc chiêu chiêu. Ồ, cái phong cảnh này quá ha. Như là mấy cái đâu đóng đổ nát à. Nhưng mà nó làm cái kiểu như vậy á, cái kiểu của Bohemian á mọi người. Đó, cái nhà đó là có cái phòng tắm ở trên, tắm mới lạnh á. Chiêu chiêu ở đây này, nó đẹp chưa, chỗ đẹp chưa. Wow, ai cái khách sạn chỗ đây là Huy tính ở nè.
trước, ở trước là có cái bãi đá nè mọi người. Ô đẹp quá, đẹp quá mọi người ơi. Xanh ha, này mấy cái người ngư dân nói thôi nha, mùa này là chưa phải là xanh xanh đâu, mà đã xanh như vậy rồi đó, quá trời đẹp luôn. Đây là hoàng hôn, chuẩn bị hoàng hôn xuống đẹp nữa nè, màu cam. Bắt đầu lên, chuẩn bị sáng trưng lên cái màu ngọc bích của Madrid, đẹp lắm. Ở trên cao nhìn xuống, chỉ có điều ở trên đây sẽ khó khăn là đi đứng nó cao quá, cho nên đi đứng lên nó cũng không có giống như cái hướng ở bên sân buổi chiều. Cái hướng cái biển là bữa nay là có ba hướng nha, một cái hướng là buổi sáng nè, cái hướng buổi chiều với là một hướng là hướng gì nữa. Mới có 10 phút đó thôi mọi người, mà Huy nằm một chút thôi nè, mà Huy nhìn ra ngoài đó, đó là sáng hơn được một chút và thấy những màu xanh ngọc bích thật là nhiều lần, xanh đậm, xanh nhạt, đó, sóng biển thật êm đềm. Đợi thêm một chút nữa nha mọi người. Yeah, và đây là khung cảnh vào lúc 7 giờ kém 10 nha mọi người. Đó, 7 giờ kém 10, Madrid in Thái Lan bắt đầu xanh xanh lên rồi. Bây giờ mọi người chờ thêm một tiếng nữa đi, nó sẽ nắng long lanh lên, nó sẽ thấy cái màu rồi nè. Rồi Huy sẽ đi xuống dưới rồi Huy quay cho mọi người coi luôn, xuống dưới chỗ bãi đá đó. Hồi bữa nó dơ cho bữa nay nó sạch lại rồi nè, người ta mới quét, đôi lúc nó bị trôi nổi ở đâu vô đó. Ở đây biên giới luôn mà mọi người, biên giới 35 cây là sẽ đó những ngôi nhà khác này. Đó, Huy là ở một tầng, người ta là ở một tầng tùy phòng, dưới kia cũng có một tầng kìa, còn đây quầy bar nó dãy nhiều lắm. Khu này view biển với khu dưới kia phòng rẻ hơn, không có view biển. Không gian mênh mông quá, nhưng vẫn đây. Ồ, nắng lên đẹp quá ha mọi người. Ồ, nắng bên hướng bên kia kìa, ô đẹp quá. Và bây giờ là 10 giờ rưỡi nha mọi người. 10 giờ rưỡi thì cái biển nó sẽ như thế này này. Đó, Huy cũng chào làm việc căn phòng để Huy đi về lại Bangkok thôi. Huy đã quay sự khác nhau của biển Madrid từ buổi sáng 5-6 giờ cho tới 7 giờ rồi, tới bây giờ là 10 giờ. 3 khoảnh khắc cho mọi người coi nha. Chào tạm biệt cái con biển màu xanh này. Thật yên bình. Bamboo này, không cháu, chị này nè mọi người. Bác bamboo bánh cảnh. Cảnh cái chú. Nếu thay video ไป thì ไป khẹp luôn nó sẽ sวย quá. Đây nước rất là trong nha mọi người. Ô con chó này mọi người. Bamboo. Bamboo. Con chó thích bơi, con chó thích bơi, con chó của chị này nè. Lên nám rồi, lên nám ơi, lên nám. Nước rất là trong, thấy cái quần bơi của Huy màu cam ở dưới nước luôn ha. Wow, bơi. Aquafina 70% cơ thể là nước. Nước muối của biển rất là tự nhiên đó mọi người, nước trong ha, nám sảy mát. Anh ấy tham gia chat không? Sủi mát vậy đi, tông em. Chạy. Bamboo, mama. อันนี้รู้แล้วให้เขาดีใจแต่ว่าเราไม่รู้
Em ơi, come on. Hey, turn and bend lùng bao mình ha. Quét đẹp thì hôm nay mày được. Với trai dần đẹp. Hey, turn my room mà qua kè nay. Mà thầm mấy sân quân quay là lòng lại dần đẹp. Và giặc dịp đến không bằng sao bài thật. Leo lên cặp thương hoa rắc. Thế mình có rêu cân bày. Ai buộc bút sai thì cười nên. Chẳng khoan con tông vượt thao ai con. Đó con đi. Đây, Huy và bé này. Con chữ là gì khóc? Phá hả? Phá. Phá, phá giang mi mồn. Phá giang mi quanh láng. Kim tàn, xa lạc xa mi kiếm ế mây mi thẳng. Phòng nước thương hệt cả an toàn thi ra căn. Quang nguyên im nay hua chạy. Giác bọc tua em lươm khâu sắc thì leo mi mây. Tò tò, con đoán tò, leo mi mây. Léo mi mày á. Bé này tên Phá cho nên là có một cái bài hát ở bên này là tình yêu không bao giờ đổi thay á, là rất may dòm điền plan. Đó có nghĩa là phá dân mi mồn là mặt trời có thể mồn có thể mây bụi đồ dạng như vậy á mọi người. Rồi thí dụ mà trúng số là xài lạc dân mi kinh thèn là xài lạc dân mi kinh bàn có nghĩa là lottery ha, xài lạc men. Amen. Là con nhung á, con nhung á mọi người. Con nhung ăn sushi mắc lắm á hả? Hèn mắc. Ồ, con nhung á mọi người. Con nhung mắc lắm á. Ăn sushi là giá của nó là có thể trên trời á. Còn nhưng mà nó ở dưới nước. Nó ở dưới nước mà nó giá trên trời. Nước, nước trong veo luôn. Bé này kêu là ở đây á là nhìn sunset là đẹp đẹp nhất ở chỗ cái biển này. Đó, con nhung này mọi người. Đó, con nhung á. Wow, sủi mát lời. น้ำใสน้ำใสมากน้ำใสมากเลยแต่คนอยู่นี้บอกว่าไม่ใช่ช่วงมาใสที่สุดและชัวฝ่ายแหละกิมูเด็ดยึดไฮซีซันกิมูในมูมือแต่ยังเด็ดอยู่ที่นี่นะทุกคน bé đó kêu là Huy đang ở bên đó chơi, bé đó giúp Huy chụp hình, bé nó nói chơi đi chụp hình đi, xong rồi bé nó kêu là đi qua bên bờ bên kia luôn để ngắm bên mình đẹp nhất, gan rồi luôn á, tôi cũng gan, tôi leo lên không có phao bảo hộ gì hết, tôi ngồi đi giữa biển vậy luôn mọi người, qua bên kia luôn, bây giờ bà chở qua bên kia luôn trời, bà cũng gan trời đánh luôn, tôi cũng gan trời đánh, phá chân mình muốn, bà tên trời mẹ, ở bên đây bà tên bầu trời, tên của bà là bầu trời. Bấm bọc qua cun chứ phá. Nếu có cun cun ta cun là cun dũng cảm á, khoam ta chứ mấy. Brayful bà xã ăn bà xã Thái bút cho ngay khắp. Chẳng len. Khẳng len hả? Brayful hả? Mấy sai khoam ta hả? Ồ. À lại đó. Brayful. Chi lên hả? Ok mấy bà lại khó quá bỏ qua đi mọi người ấy cái quên cái chữ đó rồi. Bây giờ mình phải đi đâu ta? Bay nãy khách, bay thằng. Đó là bay đu pa cả núi nè. À pa hả? Pa. À mấy sao bay thằng núi nữa. Ai đó, thằng núi chứ má. Thằng núi có mi. À thằng núi có mi. Cua hả? Con cua chứ má. Cua mấy là. Tại thằng núi mấy mi ở lại không? Thằng núi này là cái mi pa tôi biết. À. Ta bay thằng núi cái đó. Hay khó bay đuôi. Không không mấy. Em bé đó muốn đi chung la lên mọi người. Yeah. Huy đang ở giữa biển luôn mọi người. Bé này với Huy xong rồi cái thằng bé này nó muốn đi theo cho nên là ba người cái thuyền luôn gai sợ quá Huy không có dám qua bên kia. Ừ. Bọc qua có mì đẹp mà đuôi nó có mấy cla mà thâu nên. Tệ thằng ní có sủi mắt la léo ha. Bé là sunset. À tiếp tục ha. Con dùn ý thuốc quanh hả? Bấm thải video to hay. Hello. Thằng bé nó muốn đi theo đó. Hai đứa đây nó chở Huy đi theo á mọi người. Dễ thương quá trời luôn. Khung cảnh ở đây nè. Rất là chill. Con rú chặt cỏ trắng mấy. Cỏ trắng mắn có mượn ý không? Tè mắn nặng. Hả? Thì ní hả? Chai, thì ní xuôi qua, nám xảy qua, tè cỏ trắng mắn, con nghiếp mượn này ní nè hả? Mắn. À. Có mấy lú có lên chiêu sợ à? À lại còn đây, con lên mong view nè, thải video. Đây, ba đứa giữa biển nè mọi người ơi, dễ thương không? Ồ, đẹp quá ha, chiêu mắt thôi.
đang ở giữa biển luôn á trời. Shop mắc ơi. Có shop mắc thì ta bỏ qua đó. Có shop mắc thì ta phân mấy tên nhà. Đường hả? Đường bắt. Đường bia hả? Chà mau. Ồ, cua mau. Tao mau mắn chà khôn bên bà. Lớt hả? Mấy giặc khôn ươn mòn. Anh nhỏ nó cười quá trời. À, đi vào bờ thôi, sợ quá, đi ba người cái thuyền lung lay mọi người ơi. Bé đã nói là đi qua cái chỗ bên kia kìa, bên bờ bên kia là cái khu bên đó là nám măng con, sẵn măng con là cái nước nó hai màu á mọi người. Bài sóng bài sám là nám lông, cái nám nó cái nước nó sẽ xuống thì nó có sẽ hai màu rất là đẹp mọi người. Nhiều rất là nhiều cá đó, nhưng mà Huy sợ quá, đi ba người thằng nhỏ nó đòi theo nè. Nó cái thuyền nó lung lay lắm mà. Hello mọi người, Huy tưởng là sợ cái bé này rủ đi tiếp là do cái thằng bé nó xuống rồi, mà con chó đi theo Huy với là bé đó, mà con chó mắc cười lắm, đi giữa biển rồi con chó nó sợ, nó bơi vô, con chó nó bơi giỏi. Đây Huy đang ấy rồi, Huy dừng hả, Huy quay giữa biển cho mọi người xem nè, rất là cảm giác rất là chiêu chiêu luôn nè mọi người. Đó, bây giờ mình đi qua bên kia. Hồi nãy Huy mặc cái quần nó sexy quá, đi chung với bé đang Huy mắc cỡ, vô Huy thay cái quần luôn. Đây, bây giờ là qua cái chỗ đấy là nám sọt gì xanh. Sẵn măng con. Sẵn măng con là cái nước nó hai màu mọi người. Đó, cái tè chuông lý là nước nám mắn chả luôn hả? Gửi chặt khinh ta. Nám mắn chả. Cá, thấy cá bơi luôn mọi người, cá đẹp lắm. Bây giờ mình đi qua bên khu bên kia nha, bằng cái thuyền nha, giữa lên giữa biển nha mọi người. Hai người. Bạc rà pau hả? Bạc rà pau. Bạc rà pau. Hỏi men. Cha. Giặc thế này khi tóng là thơ chặt sợ mô. Còn sông sông tháng này mặn ở tè phố. Cụt đường rào phóng thơ cơn mà vốn nguyên người bay sông sập. Nhưng thơ yên tay cắn coi nhìn mai ra. Chân đi vút thay chắn mạc lời ạ, dù. ใช่ ใช่ เอาใจไม่ควักคนที่ฝึกทิ้งไป ยังต้องมีแกล้งใจ ปรามานแล้วนาทีถึงไหมไม่น่าจะถึงอ่ะไม่น่าจะถึงมีคืนได้อีกนิดนึงใกล้แล้วแต่น้ำสวยอ่ะสวยมากเลยวันเนี้ยว้าสวยที่สุดว้า nhìn thấy san hô này mọi người ว้าภาษาไทยอันนี้อะไรครับปะการังปะการังปะการังเหรอปะการังโอ้ san hô thái lan là ปะการังยืนนะโอเคสวยมากเลยนู้นเป็นตรงนู้นเห็นไหมสวยที่เขาไปกันกลัวแล้วใช่ไหมสวยมากชัดมากเขาอันนี้เขาน่าจะวางอวนได้
sáo 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 chó này mọi người. Đây con chó Bamboo và Huy trên xe nè mọi người ơi. Đây mấy chị chở Huy về nè. Đường ở trên đây là ngư dân ở không ạ? Đây. Xin chào Việt Nam, xin chào Thái Lan, Sawadikap. Ôi nắm sụt, nắm chảy mát lơi sụt, cứ tạo dây mát xuống mát. Dạ quay nào không đai cái mắt. Bên nào mới đai. Chứ lộn hay đai hả? Khắp. Ê anh ý đai mắt. Xoài mẹ hấp. Hả? Xoài mẹ hấp. Xoài mẹ hấp. Sawadikap thúc khôn. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับฟรีฟรีพี่พี่ขอบพี่พี่ในภูเก็ตมาหยาดิมาหยาามาหยาสวยมากสวยจังเลยน้ำสดใสเห็นทุกทีทางในได้หมดผู้สวยมากเลยผู้จัดมายาสวยมากสวยจังเลยบุกเขาสูงสง่าครับ อากาศทีนี้ดีมากครับทำให้สุขภาพของผมดีกว่าโอ้ยน้ำใสมากเลยก็กูเด็ดกูใจ เห็นสวยไหมเมื่อวานฮะงูเหรองูกัดกัดไหมอันตรายไหมไหมเหรอฮะงูน้ำงูน้ำเหรอเมื่อวานเจองูน้ำอ๋อเขาบอกว่าเมื่อวานเจองูน้ำเทียในนี้นะครับอุ้ยสวยต้นไม้ในเกาะมายาเยอะแยะนะครับสีเขียวสวยสดใสมากเลยใบตายตกใบตายตกเยอะแต่ตายแต่สวยวิวธรรมชาติโอ้ยผมไม่เชื่อมีวิวสวยเหมือนกันที่นี่ไม่เชื่อเลยสวยน้ำทะเลสีน้ำเงินสวยมากมายกับภูเขาสวยวิวสวยเหมือนฝันอะเหมือนฝันทุกคนมาที่นี้ถ่ายรูปเยอะแยะนะครับผมคนเดียวไม่มีคนช่วยผมถ่ายรูปเจ้ามากเลยตามบอมมาทะเลนะมองวิวอ๋อ
รองเท้าแตกวางทีนี้นะครับวางทีนี้ลืมโอ้ทุกคนมานี่ถ่ายรูปเยอะ Welcome to my yabai ตอนรับปีใหม่โอ้สวยมากอุ้ยสวยไม่เชื่อมีวิวสวยเหมือนที่นี้เลยก็ผมมาเรลัยบิชก็สวยแต่วิวที่นี้สวยมากเลยน้ำเงินน้ำสีน้ำน้ำเงินน้ำสีน้ำเงินสวยมากเลยทุกคนใช้สายบิกินี่ถ่ายรูปสวยมากมาสดใสช่วงโควิดแต่คนเยอะแยะนะครับคนฝรั่งคนเอเชียนคนไทยก็มีนะคนเวียดนามคนเวียดนามก็มีทุกคนมานี้ถ่ายวิวช่วงโควิดดีกว่าทุกคนมาเยอะแยะนะผมคิดดวงนาก็เยอะเยอะเยอะอีกเยอะต่อเยอะอีกเยอะอีกเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วก็ผมมาไปเที่ยวช่วงนี้พ่อเดืองนาก็คนเยอะแยะถ่ายรูปยากกว่าโอ้ยทุกคนมานี่เยอะแยะเลยว้าวฉันจะตายฉันจะตายเพราะวิวที่นี่สวยที่สุดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะตายจนจะตายทุกคนมีแฟนมีเพื่อนถ่ายรูปด้วยกันมีความสุขมากเลยทุกคนบอกผมว่าคนมาที่นี้ไม่ได้เยอะแยะครับเวลามาที่นี้หนึ่งคนถึงจาก30อ๋อ1ชั่วโมงถ่ายรูปเล่นน้ำไม่ได้ว่ายน้ำเลยเพราะมันสวยมากอยากดูแลทะเลธรรมชาติแล้วก็คนว่ายน้ำไม่ได้คนมาโออันนี้หินสวยมากเลยผอมคนเดียวแต่ผอมใบกับตัวแล้วก็คนผู้ชายกับผู้หญิงช่วยผอมถ่ายรูปขอบคุณมากนะไม่ได้หมดเกาะปีเลลากูนจำไหมครับใช่ปีเลลากูนนี่ look at the view very very nice มากเลยกระป๋อมนั่งเล่นอยู่เรือในเรือมองวิวลางอนไม่มีใครช่วยใครสวยมากลำเซ็นนะ
จึ้งมากเย้คุณบูธอะไรคุณบูธอะไรไม่บูธอะไรคนเด็กผู้ชายบอกว่ากระดกน้ำได้จริงเหรอไม่อันตรายเหรอสูงไหมสูงเหรอสูงทำไมไม่อันตรายโอ้เขากระดกเลยคุณกระดกคุณบอกว่าไม่อันตรายคุณกระดกเลยผมดูตามเขานะตามเขาในเรือสวยมากเลยเย้เด็กผู้ชายกระดกก่อนแล้วก็บอกกระดกตามเขานะ คุณหัวเราะพูดภาษาไทยไม่ได้เยอะสวัสดีครับพ่อคนเล่นเรือคนเล่นเรือดีมากสนุกมากเลยเด็กผู้ชายหล่อบอมที่นี้เขาบอกว่ามาๆๆๆตามเขาโอ้เขาดำน้ำดำน้ำโอ้ดีมากโอ้โอ้สวยมากเลยเขาบอกว่าเขามาที่นี้ทุกวันพ่อเขาทำงานที่นี้เรือนี้เนี่ยโอ้โอ้โอ้เขาว่ายน้ำดีมากเขาดื่มน้ำดีมากดำน้ำดำน้ำดำน้ำว่ายน้ำทุกคนเล่นเรือเล่นนะเล่นน้ำ สวยมากเลยว้าวโอเค1 2 3 1 0 turn 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 look me 1 2 3ไม่ลืมนะดูจากกินแล้วอ่ะไงอะไรอ่ะถอดเสื้อออกเสื้อขาวอ่ะเย้เป็นวิดีโอนะคะต่อด้วยเขาจะเอาไปดูนั่นอะไรเนี่ยเท่านู้นหอมแห้ลือลำเล็กลือลำเล็กใช่ไหมโอ้มันแพงไหมไม่แพงสวยมากโอ้ลือลำเล็กสวัสดีครับทุกคนบอมอยู่เกาะฟีฟีดอนเกาะฟีฟีดอนมีห้างมีมาร์กใช่ไหมมีทุกทีเยอะกันใบทิวฮะคุณซับอะไรที่สุดอยู่เกาะดอนคุณซับอะไรเกาะใครเขาซับเกาะใครเพราะเกาะใครมีสกูตเจ็ตสกีเขาซับเล่นเจ็ตสกี
แล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบเกาะไข่แต่เกาะดอนมีนานากาเฟ่มีห้างมีเบอร์เกอร์กินมีทะเลอ่ะว่ายน้ำได้นะครับมีร้านผลไม้น้ำผลไม้นะมีอะไรก็เห็นก็มองดูสวยๆใบเทียวเล่นๆอันนี้เหมือนเกาะลานบาตายาผ่านที่อยู่ในเกาะดอนเกาะปีปีทำไมไม่พูดเป็นยูทูบเบอร์ของเวียดนามก็อยากขับคุณคนไทยติดตามแล้วก็อันนี้ครั้งแรกติดตามเยอะเหรอไม่เยอะแต่หนึ่งวันเปิดสามเดือนเปิดเท่าไหร่1,000ฮะมีคนติดตามเท่าไหร่อะไรอ่ะหนึ่งวันน้อยแต่อยากคุณเขาถามผมแทนที่คุณอยากไปที่ไหนก็เห็นบางทีฮะคุณอยากอะไรอยากขึ้นเขาครับขึ้นเขาอยากเขาอยากขึ้นเขาภูเขาเหรอครับเนี่ยพี่จะไปนี่ดูฉันชอบทะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาเป็นทะเลไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาหรือเขาน้ำใสมากเลยเห็นปลาได้หมดนะฮะเห็นปลาหมดเลยเห็นปลาหมดเลยเหรอไม่ใช่ได้หมดเหรอได้หมดสามารถเห็นปลาได้ผมพูดได้หมดไม่ได้เหรอได้ครับได้ทำไมคุณเลี่ยงบอกมาสวยเนาะสวยมากเลยมีไอจีไหมไอจีไม่จะก็ไอจีก็ไม่เล่นทำไมเล่นเยอะกูสวยมากเลยจริงเขาผอมบอดใหม่มาเขาไม่เล่นโอ้ปลาใหญ่มากเยอะจ้ะไม่ใช่ใหญ่เยอะโอ้สวยมากเลยนะพี่ปีพีนะคะปีพีนะครับปีพีโกนะครับมาเชื่อชื่อทำอะไรอ่ะกระโดดเดินเดี๋ยวไอ้ถ่ายให้อยู่ก็ได้เสียงกันลูกเสียงกันนั่งเสียงกันลูกเสียงกันนั่งฮะใช่ลำยายหายต้องกำมั้ยใช่ไปนั่งไหมสวยมากเลยครับแต่ไอ้ดอกไม้เหรอดอกไหว้พระฮะไหว้พระไหว้แม่ย่านางไหว้พระโอ้ beach the beach town yeah บ้านจักรยานเลย yeah okay หายกันมีในแบงค์ด้วยธนาคารมีเบอร์เกอร์กินมีแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์กินค่ะเบอร์เกอร์กินนะเธอชอบเหรอไม่ชอบกันเลยครับทักทายเขาน่ารักเอาหน้ากากทำไมเห็นหน้าได้ทำไมรู้จักซอกหรือไม่ซอกไม่ใช่ผมซื้อคานาบิสท็อปทีมูทีม6,7,8ที่ฟ้าอยู่ในทะเลฟูนไฟสวยมากเลยกับฟูนไฟ
นี่คุณเอาไปกินได้ไหมไม่ได้เป็นสีอ๋อเอาที่ว่าไปใส่อะไรนะถึงแล้วเกาะไข่เกาะไข่มีคุณชอบไหมเกาะไข่มีสกูปปี้เหรอเจ็ตสกี1บันบาทถูกมากถูกกว่าบาตองบาตองปกติ2บันใช่ไหม2,000แต่อันนี้1,5001บัน1,0001,00030นาทีครับเห็นอยู่ที่นี้ก็สวยนะเห็นที่นี้เหมือนเกาะล้างนิดนึงแต่ขาวกว่าสีขาวกว่าเกาะล้างอยู่ปัตตานีร้านนี้ก็สวยมากมีบ้านสวยนะชิวๆกินซ้ำตำกินซ้ำตำกินล้างซ้ำตำปูปลาค่ะอร่อยมากเลยตรงนี้มีตำสากไม่ใช่คนไทยเหรอคะไม่ใช่อ๋อพูดไทยเก่งจังทานไม่ได้ไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ทานอร่อยมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะยังไม่ได้ชิมชิม You have to try ชิมก่อนอายมาก Yeah you ชิมก่อน you ถึงเซชิมกินชิมหน้าเบี่ยงมากแม่ How is it อร่อยจริงๆว้าวหินอยู่เกาะไข่สวยมากผมก็ตามบอมกับเด็ดผู้ชายมาภูเขาชมวิวนะชมวิวมาเร็วโอเคโอ้สูงมากเลยนะลำบากนะระวังหินนะโอเคระวังหินหินOh my god is ถ้าดูสิตัวนี้ I help you oh. Can you help me? Yeah, I help you. You can take it. Okay. Oh. Nice. View อันนี้ก็สวยอันนี้ปราสาทไทยบูธอะไรครับอ๋อศาลพระภูมิไหว้พระสาธุไม่เจ้านี่มันสุดยอดมากเลยนะเจ้านี่ you oh my god be carefulBe careful, Johnny. Okay. Johnny, how are you? สบายดีมากเลยสวยมากชมวิวสวยมากở đây rất là tuyệt đẹp, chỉ cần cái nước biển và cái không gian ở đây này mọi người thấy không, như thế thôi là đủ ăn tiền rồi đó.
Thank you.